Xin chào tất cả anh em nhé. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay tiếp tục là một video về lái xe ô tô. Mình sẽ chuyển giao lái xe ô tô và chỉ chở khoảng vài chuyến nữa thôi là cái công trình đổ đất móng vào bờ kè của mình nó đã hoàn thiện. Nhưng mà bây giờ thì chờ lấy đất xong rồi mình sẽ lái cái xe này ra đó đổ đất và xuống quay cái chỗ đó cho anh em xem, xem là còn thiếu bao nhiêu đất cũng như là làm sao để cho nó nhanh gọn. Thì đến buổi chiều nay nếu như mà xong sớm ấy, thì buổi chiều mình mà san ấy, thì mình sẽ tiếp tục làm những cái tập tiếp theo của cái công trình, đó là san mặt bằng của cái bờ kè đó cho anh em cùng tham khảo, cũng như là mọi người sẽ hình dung ra được cái công việc của mình hôm nay cũng như là một công trình nó hoàn thiện như thế nào đó. Thì hôm nay vẫn tiếp tục là em Hạnh đang lái con máy xúc Komatsu PC50UU-2 của mình. Còn máy của em Hạnh đang lái là máy Komat 58-3 anh em nhé. Mình thì không phải là lái xe đâu, mình chỉ là lái máy thôi, nhưng mà ở cái chỗ này là chở đổ ở trong bãi cho nên là mình đi được. Ở phía trước này thì có một cái vườn chuối này, người ta nuôi rất là nhiều ngan, cứ lâu đi lại thấy một đàn, rất là mắc luôn. Đó. Đây, mình đỗ như thế này để cái máy người ta múc đất cho nó dễ, thả đất cho nó dễ. Còn đúng ra em Hạnh em ấy phải vét cho mình chỗ này nó sạch, nó bằng đi, bên này nó thấp xuống để khi mà đưa cái gầu lên là nó sẽ thấp, cái gầu nó không bị mắc vào cái nữa là ngon nhất. Đó. Bây giờ xe nó đủ rồi, mình sẽ lên để mình đi anh em nhé. Ok, đây rồi. Bánh của mình hôm nay nó đâm nó về bên này nên là mình phải lùi lại một chút. Rất may là lần này là không có đàn ngan ra, có một hai con ở kia thôi, nhưng mà nó ở bên trong, khi mà mình đi qua là nó sẽ tự nó chạy vào. Cái đường của mình này bây giờ đi là lún lắm rồi, lún xuống đến ấy đây rồi. Đó, lúc nào rút máy ra thì mình phải san lại cái đường kia giả họ nữa. Lên số 2 nhá. Bây giờ tiếp tục đổ giật ở chỗ này ra nhá. Đổ khoảng 2 xe nữa là ok rồi. Dạ. Đó, đổ vào cái chỗ này. Trên này bên trên nó có cái dây điện. Đó, ok, số B này lúc nãy mình vào sẵn rồi. Bây giờ lên rồi. Có dây điện nhưng mà không sao cả. Đó, nó sập xuống rồi nhá. Đấy, cái móng bờ kè đây chỉ thiếu vài xe nữa thôi. Đó, ok, tiếp tục lại về lấy đất. Đây, cái chỗ này là một cái ao, cái hồ của chùa Phổ Linh, rất là rộng luôn. Bằng phẳng cho lắm nên nó hơi sóc một tí, anh em thông cảm. Đây, lùi ở đây. Đó. Đó, em
mạnh em mới lấy đất ở cái phần bệ này. Mình đứng ở về bên dưới này nó thấp hơn, nhưng mà cái này thì em Hạnh em không làm cho mình cái lốt nó vào sâu hơn. Đấy, nếu mà làm cái lốt bánh xe cái nó sâu sâu hơn đấy thì mình đứng vào nó bằng, quay nó sẽ dễ hơn. Phần trong đất trong này là chỗ dưới này là đất củ anh em nhé. Những cái chỗ phần to lên này, này. Đây là đất củ này. Rất là cứng luôn này, này. Không phải là đất mượn đâu. Đất mượn thì nó mượn ở ngoài kia. Còn cái ở chỗ này là đất củ rồi. Như cái chỗ này của mình nó cũng là đất củ rồi đấy. Rất là cứng luôn. Cái chuyến này của mình nó là chuyến thứ 17 rồi anh em nhé. Mình chở khoảng 20 xe là ok. Gỗ nó cứ kết đấy, mà trong khi đó mỡ thì nhê nhết ở kia nó vẫn kêu kết. Đó. Rất là nhanh đầy anh em nhé. Cho một gầu nữa là được không? Mấy lên đến xe nổ máy xong là em Hạnh em mới cho một gầu nữa là ok. Xe thứ 17 chưa kịp chấm nữa này. Ở lát nữa mình về mình chấm xong. Lát nữa là về chấm xe tiếp theo nữa là xe thứ 18 anh em nhé. Xe này là xe thứ 17 rồi. Có mấy con ngan này nó không ra đường nữa rồi. Nó mà ra đường à. Nó đi chậm lắm, chờ nó các bạn. Cái con này nó nặng người. Chỗ này nó có một cái gờ bê tông nó rất là xuống, rất là ấy này, rất là hẫng, cho nên là số ben mình cứ để đây. Cái gờ với tàu không muốn lên được. Đây đi số 2 nhé. Cái này nó sóc phải chậm hơn chứ này. Ây ây ạ. Cho một chén nữa vào. Thì mình chuyển lên dưới bên trên kia. Đường bắt đầu lõm dần rồi anh em nhá, đường này cực kỳ lõm rồi đấy.
Bây giờ là 11:15, 11:10, 11:12, 13 phút đấy. Đồng hồ anh em nhá, 11:13. Nó hơi chói tí đi. Chở được khoảng 2-3 xe nữa là ok. Cái răng cầu kia của mình nó vẫn thẳng. Mình làm những cái kỹ thuật như kiểu mặt bằng hay là to ly là vẫn ok các bác nhá. Có những răng cầu là nó bị lệch như này này. Là mình không bao giờ bạt được to ly bằng, nhưng mà nó phải bằng như này. Như ở bốn ngón tay của mình bằng như này thì được. Nhưng mà có cái hai cái nó vào này, hai cái này nó bị bửa ra, nó cậy bê tông nhiều nó bửa ra là rất là khó làm mặt to ly luôn. Hôm nay mình lại không mang cái áo dài đi cho nên là rất là nóng luôn. À, lên chấm xe nữa. Chuyến này là chuyến thứ 18. Chuyến lúc nãy là chuyến thứ 17 nhưng mà chưa chấm. Chuyến thứ 17 chưa chấm nhá, nó rồi. 17 này, chuyến này chuyến 17, 18. Hả? À, chưa mấy chuyến nữa thôi. À. Chuyến đấy mang đi bán hay không thì kệ thôi. Cũng không phải chạy đâu. Chạy thì chiều vào chạy thôi. Trưa này mình đến giờ mình nghỉ rồi. Ok đi rồi. Có một con ngan chạy ra kia rồi. Chạy đến nó rồi thì mình mới yên tâm được. Cái nó ở dưới này, như mấy cái con này là nó đi qua nó lại nhảy vào bánh xe đi thì thôi chịu chết. Đây, cho vào cái chỗ ngay mép này thôi. Cho bác Thi. Con này leo đủ cho bác Thi. Có nhiều không? Bỏ hết lên đấy á. Lên đấy thì chạy 1-2 chuyến rồi thôi. Chiều mình sẽ xúc tiếp. Mà bây giờ là cũng trưa rồi. Nốt chuyến này anh em nhé. Bả mày là nốt chuyến này. Ở đây có con chim mình đi. Nốt chuyến.
chiều nay vẫn chạy, không cần thiết là mình phải làm nhiều. Thế này chiến thứ 19 này, cũng chả cần phải 20 đâu các bạn. 20 thì với 19 thì chiều lại nghỉ sớm mình thì cũng bằng nhau, kệ. 19 chuyến thôi. Ok. Không nghỉ nhá. Chưa? Chưa. Con chở nhiều. Con chở nhiều. Ờ, cái ngày xong nghỉ thôi. Chở vài xe thì mình nghỉ thôi, chứ còn nếu mà chở nhiều thì chiều chở tiếp. Buổi sáng mình chạy 19 chuyến. Sáng nay 9 giờ mới chạy anh em nhá. Hả? À? Chiều á? À? Sao? À ừ. Cho một gầu nữa, lên một gầu nữa là ok. Đây lại có con ngan này anh em. Lại phải đi chậm để cho nó. Chạy đi còi chạy dễ lắm rồi. Mấy con này sợ còi anh em. Sợ còi. Đầu có chuyến mà ngay chỗ cây ấy đây luôn. Mình sẽ cho cái xe lùi vào đây nhé. Đó, lùi vào đây, cất ở đây.
phê thôi, xin tâm lý cho tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Chúc mọi người làm việc hiệu quả. Ok, mình sẽ để cái xe đây.